lời Chúa thứ năm sau Chúa nhật thứ 17 thường niên ngày mùng 1 tháng 8 2024 choose lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng, chúng ta bước vào tháng 8 với rất nhiều lễ. Những lễ trọng nữa trong tâm tình hiệp thông ngày thứ năm đầu tháng chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục tu sĩ cầu nguyện cho những bạn trẻ được đáp lại tiếng mời gọi của Chúa dẫn thân trong đời sống dân hiến, linh mục tu sĩ để phục vụ hội thánh. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, thợ thì thiếu nữa. Và chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho những anh em linh mục già, yếu, bệnh tật ở trong các nhà hưu, nhất là những anh em đang bị khủng hoảng trong đời dân hiến và những mục tử trong sương mù. Xin anh chị em cầu nguyện để chúng tôi sống xứng đáng là những mục tử của lòng thương xót như lòng Chúa mong ước. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Bài đọc một năm chẵn trong sách ngôn sứ Jeremia chương 18 câu 1 đến câu 6. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia có lời Đức Chúa phán với ông Jeremia rằng Người hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm. Ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi xuống nhà thợ gốm và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. Nhưng chiếc bình ăn đang đáng bị hỏng như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc bình khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bây giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng hỡi nhà Israel, đối với các ngươi, ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Đức Chúa. Này hỡi nhà Israel, đất xét ở trong tay người thợ gốm thế nào? Các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chăm lập lại câu đáp Phúc thay người được Chúa trời nhà ra có phù hộ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa. Sống bao lâu, nguyện đàn ca kinh Chúa trời. Đừng tin tưởng nơi hàng quyền quy, nơi người phàm trăng cứu nổi ai. Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều, ngày ấy tiêu tan phục thay người được chúa trời nhà gia có phù hộ và cậy trông chúa thiên chúa họ thờ người là đấng tạo thành trời đất với biên khơi cùng muôn loài trong đó hallelujah hallelujah lạy chúa xin mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời của con chúa hallelujah Mời anh chị mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 13 câu 47 đến câu 53. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy tất cả, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khen Chúa. Thưa anh chị em, Ngôn ngữ thì có nhiều thứ Ngôn ngữ mà chúng ta đang nói với nhau Có âm Để chúng ta truyền tải những ý tưởng của mình Anh chị em nghe tôi nói không? Yeah. Nghe không ạ? Yeah. Rồi, anh chị em nghe tôi nói Anh chị em có hiểu không? Yeah. Hiểu Những tư tưởng mình có thể truyền đạt cho nhau Bằng lời nói Rồi có thứ ngôn ngữ gọi là Ngôn ngữ không lời Gọi là body language Ngôn ngữ bằng cơ thể đang buồn hay vui đang tức hay là đang cười tức vui hay buồn buồn à đó là ngôn ngữ cơ thể không nói không lời nhưng mà nhìn thì có thể biết được là, là cái tâm trạng người đó buồn vui giận hờn thì nộ ái ố sầu bi còn có một thứ ngôn ngữ là luôn ngôn ngữ biểu tượng ví dụ nhìn một hình tượng nào đó bảo đây là Hôm qua tôi thấy được một vài tấm hình hay hay. Tôi gửi cho các em trong nhóm. Bảo tôi con đoán coi hình này là hình gì. À, các em đoán hình này là cái này. Mỗi người một ý tưởng. Nhưng mà dường như họ nhận thấy được uh, ngôn ngữ biểu tượng ấy nói được điều đó. Mà nếu đặt tên uh, bức tranh ấy là gì thì mình có thể đặt tên bức tranh ấy theo như là mình hiểu về cái biểu tượng nó muốn nói ra. Thì khi mà làm diễn nguyện tại Cà phê Khát Vọng Thì mỗi lần chúng tôi chọn một chủ đề Và khi có chủ đề rồi thì phải trang trí sân khấu Và khi trang trí sân khấu thì tôi nói với anh em đó là chủ đề như thế này thì phải làm sao người ta nhìn vào sân khấu Nhìn vào cái tiểu cảnh Nhìn vào biểu tượng ấy Người ta hiểu được nội dung mà chúng ta muốn diễn đạt Muốn truyền tải đến người nghe Và người nhất là người xem vì nghe thì không nhìn thấy được, xem thì họ nhìn được cái ngôn ngữ biểu tượng nơi tiểu cảnh, nơi những gì mà chúng tôi trang trí trình bày trên sân khấu. Không phải muốn trưng cái gì thì trưng, không phải cứ thấy đẹp là trưng, không phải cứ thấy hoa là trưng không phải. Có khi chỉ là một cành khô, có khi chỉ là một hòn đá, có khi chỉ là một đi cà phê vân vân. Làm sao ngôn ngữ biểu tượng ấy phải cho người ta đọc được cái ý nghĩa chủ đề mà mình muốn trình bày Khó thưa anh chị em Tìm được một chủ đề rồi Rồi sau đó lấy Tiểu cảnh Những gì mình muốn trang trí trên sân khấu Để diễn tả được chủ đề ấy Rồi những bài hát Những điệu vũ Những lời dẫn làm sao phải Truyền tải được cái chủ đề ấy cho người Tôi có thời gian để tìm hiểu những nhà chương trình của nước ngoài chủ đề này chủ đề nọ chủ đề kia tới 15 hoặc có khi tới 20 tiết mục ca vũ nhạc kịch đủ hết nhưng mà dường như là chủ đề đó họ chỉ có thể có một bài hát hoặc một bài múa về chủ đề rồi sau đó thì ca sĩ muốn hát bài gì thì tùy hay sau đó tôi không biết nhưng mà những bài hát đó nó chẳng ăn gì đến chủ đề và những lời dẫn ông chẳng đi vào chủ đề nữa Họ cứ trôi theo ca sĩ Trôi theo bài hát thôi Còn chủ đề nó lạc mất tiêu hết rồi uhm, Tôi nói không được Phải có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt dù bài hát nó thế nào cũng phải lôi vào chủ đề Dù điệu múa hay là vở kịch Hay là những lời dẫn ý nó Phải đưa vào cái chủ đề Để khi người ta đến người ta coi Chủ đề là ví dụ hạ trắng chẳng hạn Thì phải thấy rằng nó là mùa hè Hạ trắng mà có những bài trời lập đông chưa em hạ trắng mà có những bài uh, xuân này con không về thì nó chẳng đâu ở với đâu cả đó khó lắm khó lắm làm trong tôi mới thấy rằng là một kỳ công một sự đầu tư chất xám rất là nhiều mới được có khi ca sĩ họ chỉ hát được bài này thôi Mà mình muốn ca sĩ họ đó hát vì nổi tiếng Phải cho vào chương trình Cuối cùng ca sĩ hát bài ruột của họ Mà bài ruột đó chẳng ăn với bài lòng của mình Lòng với ruột đó chẳng ăn với nhau Thế không ạ? Thế thì đọc lời Chúa ta thấy Chúa sử dụng ngôn ngữ dụ ngôn Ngôn ngữ biểu tượng bằng những hành động uhm, Tự nhiên Chúa bảo với Jeremiah là Nghe Chúa xuống nhà thợ gốm ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời ta Tại sao Chúa không nói trực tiếp với Jeremiah Này ta nói này ta nói này ta nói này Khi nói thẳng như vậy nó không ấn tượng Mà không ghi khắc Tại vì ngôn ngữ người ta phải vừa nghe vừa nhìn Phương tiện nghe và nhìn bây giờ là phương tiện tối ưu nhất mà người ta có thể sử dụng. Bây giờ đọc sách ít người đọc lắm. Đọc không ít người đọc, đọc và viết bây giờ hiếm. Còn bây giờ là nghe và nhìn. Nhất là nhìn. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Nghe xong qua đi, tay này qua tay kia nhìn. Nó ghi vào trong bộ nhớ giống như là video. Nó ghi vào trong cái, cái, cái bộ nhớ của mình. Tưởng tượng lại vẫn thấy được hình ảnh đó. Nhắm mắt vào vẫn thấy cái hình ảnh mình mới nhìn thấy mà cái vui nhớ mãi và cái đau cái buồn còn nhớ lâu hơn bởi tôi đã nhìn thấy cho nên chú bảo hãy đi chỗi xuống nhà thợ gốm ta sẽ cho người nghe lời của ta đây không nói mà đem vào nhà thợ gốm mà nói là sao xuống tôi xuống nhà thợ gốm anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hay bánh nhưng chiếc bình anh ta đang nắn bị hỏng như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét anh ta lại làm một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm có cái bình xoay như thế này rồi một miếng đất sét như thế này rồi vui muốn nặn cái bình thì họ cho miếng đất sét vào đó họ xoay họ để vào đó rồi cái kia nó cứ xoay xoay thế nào tùy theo tay họ xoay như thế nào nó tròn hay nó méo hay nó thế nào khác bạn nặn thay vì mình cầm hồi bé là mình lấy đất sét mình nặn bạn có chơi tròn nặn đất sét không có không? nặn là con bướm mà nặn sao làm sao được hai cái cánh À, phải lấy cái cái, cái tâm nó nhét vào cái cánh thì mới xuyên vào cái mình đó, nó mới hai cánh mới thẳng lên được ví dụ nó mới cứng được còn nặng mà để dính vào nhau nó rớt thì như thế hai cái chân bốn cái chân của con bò cũng vậy nặng con bò xong bốn cái chân nó sao nó dính vào được thì phải lấy cái tâm xuyên từ cái chân nó dính vào cái thân nó dính vô trong cái tay mình nặng còn bìa mà sao mà nặng được hết những cái bình như thế thì người ta có cái máy xoay và để Mình đất sét miếng gốm và để tạo đó cứ lượn 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 cái này nó cứ xoay đùa ta lựa hình nào đó tùy theo tay người ta khéo léo như thế nào có khi nó bị hư bỏ lấy miếng khác cho vô rồi hết cái câu chuyện nhìn thấy rồi chúng bên đưa ra cái sứ điệp đưa ra một uh, điều mà chúng muốn nói qua cái ngôn ngữ biểu tượng đó đấy là nhà Israel ta không thể làm được như người thờ úng này hay sao Ngươi thấy rồi đó ta không thể làm được như họ à này hỡi nhà Ishan đất xét ở trong tay người thợ gốm thế nào thì các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy mình đất xét ở trong tay người thợ gốm xoay thế nào nó tròn thì nó tròn xoay nó méo thì nó méo cho nó vuông thì nó vuông cho nó tam giác thì nó tam giác các bạn xoay cứ xoay nhưng mà cái tay người thợ gốm đặt vào chỗ nào thì nó mài chỗ đó đặt chỗ nào mài chỗ đó thành hình gì là do tay người thợ gốm chứ phải do cái máy xoay máy xoay cứ xoay như thế này còn tay người thợ gốm điều khiển như thế này nghiêng này nghiêng nghiê kia cái thằng này cứ xoay này cứ đặt như vậy này cứ xoay này cứ đặt như thế này Bạn làm hai tay vừa tay vừa xoay tay này thì đặt rồi coi làm thử coi bạn sẽ làm hai tay nó đi sao như vậy còn, còn tay này cứ xoay mà tay này cứ như vậy đây. Nói cái tay mình thôi Nói <laughs> cái tay mình thôi Mình muốn điều khiển như thế nào Thì cái đất sét nó sẽ ra hình thù đó Và Chúa nói đó đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào thì các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Chúa nắm nót mỗi người, cái chương trình kế hoạch cứu độ của mỗi người không ai giống ai. Cả tỷ tỷ con người thì mỗi người Chúa nắm đúc hoàn toàn khác nhau. Mỗi người là một kỳ công cho bàn tay Thiên Chúa tạo dựng độc nhất vô nhị. Từ tạo thiên lập địa tới bìa mới có một điểu hạnh và cho đến tận thế thì cũng sẽ không có một điều hạnh thứ hai Ô cái gì Không bao giờ có Cho dù là điều hạnh với điều hòe à, Hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước Vẫn là hai chứ không là một được Hai tính cách vẫn khác nhau Hai tính cách vẫn khác nhau Cho nên mỗi người chúng ta đã được chú dựng nên như thế nào Thì là tác phẩm độc nhất vô nhị như là chiếc đất sét trong tay người thợ gốm nặng từng cái bình một miếng đất sét này nặng thành cái bình này miếng đất sắt kia nặng thành cái bình kia miếng đất sắt nọ nặng thành cái bình này không có là một loạt bây giờ là người ta làm một cái hình mẫu thành cái khuôn rồi tôi đặt bức tượng lòng thương xót chúa đặt theo kiểu của tôi anh ấy nói thực ra con không có khuân vậy không có khuân anh làm cho tôi được không nếu mà có không có khuân mà cha bắt làm thì rất mắc Rồi mắc ở chỗ nào mắc là con phải đúc cái khuân mẫu đó khi mà có khuân mẫu rồi thì những bức tượng sau nó giá rẻ vì nó có khuân rồi còn bức tượng gia đặt đầu tiên đó là giống như mình độc quyền đi thì cái bức tượng đó là nó bắt gấp cả 10 lần bức tượng khác mặc dù vẫn chất lượng như vậy nhưng mà khó là cái công chúng ta phải nặn bức tượng theo đúng kiểu của mình rồi đúc cái khuôn theo đúng như thế đó rồi khi có cái khuôn rồi thì cái tượng sau thì chỉ về cho đất sét vào cho chất liệu vào đúc thành khuôn gỡ ra đúc thành khuôn gỡ ra đúc thành khuôn gỡ ra nhưng mà phải có cái khuôn trước vậy thì thiên chúa mỗi người là một cái khuôn đúc riêng chứ không có ai thành hàng loạt hà mi hà mi hà mi hà mi hà méo hà mô hà môi không làm một cái khuôn xong bỏ là cái khuôn xong bỏ có những người họ đúc cái khuôn xong bỏ không cho ai gọi là độc hàng độc quyền hàng gì là hàng độc không có cái thứ hai vì cái khuôn nó đập bỏ trả tiền chấp nhận là 10 triệu thay vì cái tượng có một triệu tôi làm 10 triệu đúc cái khuôn nó xong đập bỏ không có ai làm được cái thứ hai nữa hàng độc quyền lấy bản quyền luôn thì thưa anh chị em mỗi người chú dựng nên là một bản quyền riêng không có ai giống ai không ai giống ai cả và mỗi người là một miếng đất sét trong bàn tay của Chúa Thì Chúa nắn nót, Chúa đúc như thế nào Đừng so sánh mình với người khác Đừng so sánh mình với người khác Hãy để cho Chúa được tự do, sáng tạo mỗi người chúng ta Tại sao con cô kia nó hát hay hơn con mà con không hát hay bằng nó Ngày xưa tôi hay so sánh Tại sao nó giàu như thế mà tại sao con không được giàu như nó Tại sao nó hát hay như thế mà con cô hát hay như nó Tại sao nó đẹp trai như thế mà được nhiều cô theo thế Mà sao con không đẹp trai để trắng đứa nào theo Tức quá đi tu cho rồi ừ. Ừ. <laughs> Bây giờ tôi mới khám phá ra rằng là Chú dựng nên mỗi người một dáng một vẻ Không ai giống ai cả Và đó là cái điều tuyệt vời nhất Của quyền năng lòng thương xót chú khi mà người thợ nắn nót cái bình này thì ông đặt tất cả tâm hồn trái tim trí óc vào trong cái bình đó và làm xong một cái bình ông nhìn cái bình wow không có cái bình thứ hai muốn làm cái bình khác lại lấy đất khác và làm một cái kiểu khác thì mình phải thấy được giá trị của mình như thế và hãy để cho chú dùng mình trở thành miếng đất sét đừng có cứng mà đòi phải thế này đòi phải thế nọ Tại sao con không trắng như con kia Tại sao con không múa hay như đứa đó Tại sao, tại sao không Không Chúa gì đến mỗi người một cách khác nhau Đó là điều mà anh chị em thấy Lòng thương xót Chúa dành cho mình Chúa thương, Chúa nắn nó Chúa dựng nên như thế này Bạn hãy tự tin vào chính bản thân mình Đừng có mặc cảm đừng có so sánh với ai cả và đừng có muốn phải như họ và cũng đừng có tự hào vì tôi hơn người khác không tôi khác người khác đừng nói rằng tôi hơn người khác vì mình hơn người khác sẽ có người cao hơn sẽ có người cao hơn sẽ có người cao hơn mình sẽ có người tài hơn mình người giỏi hơn mình vậy thì mình được như thế nào chú dứt lên như thế nào thì hãy hallelujah soi gương và tạ ơn Chúa cho con được như thế này. Nhìn vào chính bản thân con tính khả năng mà Chúa ban cho con. Hồi khi cất cái gương đi thấy nói gương và cứ cầm gương soi mãi. Tốt. Thấy đẹp không? Đẹp không? Thấy con dễ thương không? Ừ. Phải vậy chứ. Con có buồn khi mà con không bằng cô áo xanh kia không? Hay là con có cao ngạo hơn là cái anh chàng áo đen này không? Ờ. À. Tôi là tôi và Chúa dựng tôi như thế là như thế. Tôi không làm cho tôi phải giống người này. Chúng tôi cũng không bắt người kia phải giống tôi không. Mình tôn trọng sự khác biệt của nhau và thấy được rằng là mỗi người là một kỳ công của Thiên Chúa. Phải thấy được như vậy cơ. Thấy được đó là một kỳ công của Thiên Chúa và tận dụng tất cả những gì mà Chúa trao ban cho mình để làm vinh danh Chúa và phục vụ anh em những gì Chúa ban cho tôi không phải để cho tôi mà để làm vinh danh Chúa vì ô oh, cái bình này đẹp quá người ta khen cái bình rồi tiếp đó người ta khen gì Bùng hoa, bùng hoa. rồi thì cũng được gì khen cái bình và xem hoa nhưng mà hơn thế nữa là phải khen cái gì ai cắm hoa đẹp thế rồi cái bình thì khen cái gì ai làm nên cái bình này Ai làm cái bình này Vậy thì khi mà tôi càng đẹp bao nhiêu Thì tôi càng làm Chúa được vinh danh bấy nhiêu Trời ơi ai Bố mẹ nào mà sinh được đứa con nào nó đẹp dễ thương quá à ta Ôi trời ơi Dễ thương quá à Vỗ 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 về sưng cả má <laughs> Cái là mà dễ thương về là má nó cứ bị méo hoài nhớ không Chắc anh bị nhéo nhiều quá mới lõm một bên rồi phải không Dễ thương quá mà nó cứ nhéo hoài nhéo hoài lõm luôn bên phải không? không. <laughs> Thì thưa anh chị em Mỗi người hãy hãy vui vì những cái gì mình đang có nên Tôi là như thế này Chúa dịch mình tôi là như thế này Tôi không có mặc cảm tự ti để mà phải so sánh với người kia Tôi cũng không mặc cảm tự tôn là tôi hơn những người khác rồi Tôi bắt đầu tôi kiêu ngạo, tôi sang chảnh Không Chúa dịch mình tôi như thế này là tôi tạ ơn Chúa đừng có bắt người khác phải như thế này. Chúc cho tôi thông minh, chúc cho tôi hát hay, chúc cho tôi làm thơ giỏi. Thì tôi tạ ơn Chúa đi. Nhưng mà đừng có chê người khác sao hát dở thế, đừng có chê người khác sao làm thơ ngang thế, không. Họ làm vậy, khả năng của họ như thế nào thì họ làm như thế đó. Ai mà chẳng muốn hát hay, ai mà chẳng muốn làm thơ cho có hồn, nhưng mà Chúa cho làm thế đó thôi, biết sao dở mình phải tôn trọng, nhận cái giá trị của người khác, thay vì mình chê, mình trách, coi chừng mình đi vào cái con đường kiêu ngạo, chê này hát thế này, chê này vẽ thế kia, chê này viết viết, viết mà cũng viết, Ồ, oh, ai mà chẳng muốn viết văn chương, ai mà chẳng muốn viết hay, ai mà chẳng muốn đàn giỏi, Nhưng mà Chúa học đàn mấy năm rồi, hai năm mà đánh đàn được chưa? Chưa. Ở này đấy, học có mấy tháng? hai tháng mình bảo sao mình đánh đàn gì mà hai năm đánh thế này à rằng nếu hai tháng mà nó đánh hay như thế thôi tội nghiệp nó chứ nó có muốn học hai năm không nó cũng muốn học hai tháng để đánh được như anh kia mà không được cái chứ còn anh học được hai tháng anh đánh được như vậy thì anh có chê thằng này ngu hai năm mà không đánh được không không chú anh cho anh có khả năng khiếu âm nhạc anh đánh học có người trả học vẫn đánh được còn tôi học mãi chẳng đánh được thì sao Tự nhiên lúc đầu tôi cũng buồn chứ Nhưng mà rồi sao tôi bảo ớ ờ, chúc cho tôi cái khác Được không Được, được. Chúc cho tôi hai cái tay được không Được Vậy được rồi Cần <laughs> gì phải nhiều hơn cho tôi cái miệng được không Được Tôi không hát mà tôi nói được không Được Được phải được rồi Tôi hỏi gì nữa mà chê anh chị trách anh em làm cái gì cho nó khổ khổ mình và khổ người ta. Khi mình chê người khác mình cũng thấy khổ lắm. Vì mình khó chịu bức rứt. Tôi khó chịu tại sao? Người hát như thế tại sao? Hồi xưa tôi cũng đòi hỏi nhiều lắm. Kỳ vọng nhiều lắm. Rồi cầu toàn nhiều lắm. Tại sao không làm như vậy? Tại sao như vậy? Cuối cùng tôi bảo họ cũng muốn chứ. Đâu phải không đâu. Mà không được. Vì tôi nhìn lại người ta chê tôi. Tôi cũng tức. Tôi bảo tôi cũng muốn lắm chứ. Tôi cũng muốn dẫn hay như người khác chứ mà Chúa không cho chứ đâu phải Tôi không muốn đâu Tôi không làm được chứ tôi đâu phải Ờ, Thôi kệ đi Chúa ban cho mình nào mình xào cái đó đi. Có nhiều xài nhiều được không Được Ừ Người ta có nhiều hơn người ta xài nhiều được không Được Sợ không cho Người ta có nhiều người ta xài bấy nhiêu mà Rồi người ta có ít người ta xài ít được không được. Thế thì mình kéo thế sẽ mình không xài nhiều hơn Tao cũng muốn làm lắm chứ Mà tại sao chúng ta có bấy nhiêu hà Chú bấy nhiêu hà Đất xét trong tay chúa Sướng lắm Không có để cho anh nặn tôi hết Chỉ để cho chúa nặn tôi mà thôi Đừng có bắt tôi phải như thế này Phải như thế kia Cũng đừng có bắt người khác phải như tôi Không Hãy để cho chúa nắn nót mỗi người hãy tôn trọng tự do mà Thiên Chúa sáng tạo nên mỗi người. Hãy tôn trọng những gì Chúa trao ban cho họ. Đừng chê trách anh em mình. Đừng cao ngạo cho rằng người ta không được như mình. Không. Tôi được bao nhiêu tôi tạ ơn Chúa bấy nhiêu. Đó là lòng thương xót Chúa ban cho tôi. Sao nấu cơm gì khách đẹp vậy? Nấu cơm ăn chát ra làm sao? kia ngon như vậy cơ mà. Tôi không muốn tôi không muốn nấu ngon đâu Muốn, muốn chứ Mà tôi nấu mãi không được Khi nó, nó nấu ngon Nhưng mà chốc nó rửa chén Nó rửa bằng tôi không Ừ <laughs> 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 ờ, Lâu nhà bằng anh không Không, không Được rồi <laughs> Được chưa khi mình thấy như vậy thì mình mới đọc cái dụ ngôn nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá nước trời có đủ mọi thứ cá không loại trừ loại nào hết đến đến khi mà lưới đầy người ta kéo lên bãi rồi đó, thì người ta mới nhặt cá tốt cho vào giỏ cá xấu thì vứt ở ngoài còn lúc lưới thì lưới hết giáo hội đón nhận hết tất cả mọi người đón nhận hết tất cả mọi người mong ước tất cả đều là um, cỏ hay là lúa lúa mong ước tất cả là cá tốt hay là cá xấu tốt Nhưng mà cũng có lua, cỏ Cũng có cá sấu ở lẫn ở trong đó Vẫn bao dung Không loại trừ Không loại trừ vẫn tôn trọng Không phân biệt đối xử Chỉ trừ cho đến khi ngày tận thế thôi Lúc đó thì mới Thiên sư mới xuất hiện Tách biệt kẻ xấu khỏi người ngũ Người công chính mới quăng chúng vào lò lửa Ở đó phải khóc lóc nguyên răng đến ngày tận thế và thiên sứ làm việc đó chỉ có thiên chúa mới có quyền xét đoán và loại trừ hay là không loại trừ, còn chúng ta không có quyền xét đoán loại trừ anh em mình trong lúc này ngay bây giờ và ở đây không ai có quyền, mới có quyền vì nước trời lưới cả Cá tốt cả xấu mà đâu có loại trừ đâu, chỉ đến ngày tận thế và thiên sứ mới làm công việc đó, thiên sứ vâng lệnh chúa mới làm công việc đó chứ không ai có quyền làm công việc đó mình lại thay Thiên Chúa mình làm công việc đó phán xét anh em mình loại trừ anh em mình phân biệt đối xử và không có lòng thương xót anh em mình mời anh xem mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng lạy Đức Chúa Giêsu con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh con kinh mến Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được. Thì xin Chúa ngữ vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngữ vào thật. Thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bỏ chúa bao giờ amen chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em amen. chúc anh chị em luôn được bình an